Chào tất cả anh em yêu cây cảnh trong một ngoài nước nhé. Thì hôm nay là cũng là những cái ngày rất là quan trọng triển lãm Ninh Bình. Thì trong bonsai cũng chia sẻ với anh em hai tác phẩm xì rất là quý. Đó, hai tác phẩm xì mà chắc chắn là trong cái khuôn viên của những cái hàng VIP này thì anh em biết rồi. Tác phẩm đầu tiên cũng là một tác phẩm cổ, xì cổ, xì tía búp hồng này, búp hồng với búp đỏ đây anh em. Nhìn đẹp quá. Đấy. Bác đứng về đây chụp cho cái ảnh này. Đây này, tối về này này. Này bà này nhìn thấy bảo đúng là đi rồi, đúng đẹp đúng không? Cái này thì bác ướm tầm khoảng bao nhiêu năm không? Giá trị nó không biết, mình không đoán được. Mình không đoán được đâu. Thì theo anh em ở đây nói là cũng giá cũng tương đối nhiều tỷ đấy ạ. Nhiều tỷ. Thì thực ra là bây giờ mình cũng không lạ gì với cái cây tiền tỷ cả. Nhưng mà để có được những cái tác phẩm đẹp như này thì chắc chắn là nó cực kỳ hiếm. Bác xem, bác sang đây bác đứng bác xem. Đấy, nó đẹp đúng không? Bác ở đâu nhỉ? Ở Nghĩa Hưng. Nghĩa Hưng à? Ồ đấy. Mãi Nghĩa Hưng về bác đã đi từ mấy giờ mà lên đây này? Từ nhà lên đây tiếng rồi. À. Bác tên là gì? Huỳnh. Bác Huỳnh nhà cũng chơi cây. Nhà bác chơi cây nhiều không? Nhiều. À thế à? Thì cháu cũng hay ra này đấy mà nhà cũng không ghé qua vườn bác được nhỉ? À, lúc nào có điều kiện. Vâng. Hôm nay về sửa sang cái đã. Đúng rồi. À, khi nào mà có dịp thì bác cứ alo cho anh em chú cháu và qua tham quan giao lưu vườn. Số điện thoại như bao nhiêu? À, số điện thoại là cháu là 0978 396 477. À. À, cháu Trung Mò Sai. Nó nghe tên anh rồi nó mở mạng rồi. Vâng. Thì cũng cố gắng vì cái sự nghiệp phát triển. 0978 0978 396 396 477 477. Rồi. Cháu Trung bonsai. Cứ ghi vào đấy như thế thôi mà. Thì có dịp thì cháu sẽ ghé qua vườn. Đây nhá. À, tác phẩm thứ hai cũng được đầu tư cho nó cái chậu khá là đẹp. Thôi đấy, thôi. Vâng vâng vâng. Vâng. Đây bác có số Zalo không? Có. À vâng vâng vâng. Đúng là nói như bác đây này, bác đứng giữa cho chụp cái ảnh này. À, cái giữa đấy. Đấy, đứng sát sát bên này. Sát sát đây, sát sát bám vào cái thành đấy. Bác đặt tay lên thành được. Ở đây nha, sẽ chụp nha. Rồi, ok. Đúng nào. Phải nói là xứng đáng đúng không? Xứng đáng với giá trị tiền tỷ. Nói như bác đây, bác chơi cây cũng khá lâu rồi. Nhưng mà bây giờ thực ra là cái núi cây bây giờ nó cũng đa dạng. Nó đa dạng và phong phú cây. Không phải là cứ có tiền là sở hữu được đâu. Đôi khi là còn do cơ duyên nữa. Đúng. Đúng không? À. Nhưng bây giờ nhiều ông cứ vỗ ngực và tôi có tiền. Có tiền thì nhiều ông không chơi cây. Đúng rồi. Nhưng mà không ai biết được. Đúng rồi. Có chơi cây thì biết. Có chơi cây thì mới hiểu. Cây cổ trên kia. Bây giờ người ta đầu tư có một hai nhánh lan nó hàng mấy trăm tỷ đấy. Thì người ta bỏ ra người ta chơi cây cũng chẳng đáng gì. Đúng rồi. Còn cái chuyện thật giả ở đây thì anh em tự đánh giá thôi. Đúng rồi. Nó cũng có là đồ hiếm cả mà. Lan cũng đồ hiếm cả mà. Cây nó cũng có cái giá trị của nó cả. Mà giá trị của cây thì nó là muôn đời. Tôi nghĩ vậy, nó không thể là mai một đi được. Vì có khả năng chơi hết từ đời bác cháu mình rồi. Đến đời con cháu này cũng vẫn còn. Đúng rồi. Đó. Cây là vẫn giá trị hơn là. Wow. Thôi thì mỗi người có một cái đánh giá bác ạ. Bây giờ mình lại bảo thế này thì người khác lại bảo thế kia. Ông thích ông thích ông lại phảng bát lại ông kia. Nên là nhưng mà mang về đây toàn độc đáo đấy. Độc đáo. Bởi vì nói là giá trị của nó thì chắc chắn là chỉ có người để chơi, đam mê và hiểu được nó. Cái cây này nó luôn tận đầu. Bạn thì bác cứ ngắm hết đi những tác phẩm đi 30 tháng 4 này. Đấy, bác đọc số điện thoại cho cái. Đây ạ. À? Vâng. 0989 0989 411 411 268 268. Đấy là số của cây của anh Trường Bonsai. Trường Bonsai. À, Hải Phòng. Đấy. Không biết là có đổi Trường Bonsai đây. À, anh em Hải Phòng đây thì quá là VIP rồi. Đây, cái tác phẩm thứ hai đây bác này. Cây này cũng là cây xuất sắc của anh Lê Văn Khang. Bác đọc hộ cháu cái số điện thoại không? 04 à 09 4441. Ê, bác vào hẳn trong đi.
Đây để bác đưa cho đưa cái hình về. Đây số điện thoại của anh Khang nha. 0944 18888. Rồi ôi. 4 còn 8. Cái số điện thoại gần 4 này thì là anh em biết rồi. Trời ơi. Sợ thế. Đang ở bên mình rồi, đang ở chỗ triển khai rồi, đang trồng cây thì chúng nó lập lớp, cây toàn là từ 30 đến 2 lạng, 2 lạng là từ 30 đến 60 lạng. Cây giá trị. Nhà vườn Quang Phong lần này mang nhiều không? Chúng mang 2 cây. Tập chỗ nào không ạ? Để góc. À dạ dạ. Những nào? Chúng là những người đam mê và những người có tiếng. Tại anh em tâm huyết. Đúng rồi, tâm huyết. Dạ. Sắp dịch chưa? Anh đang triệu tập rồi. Để ra chờ em 1 phút nữa. Và lại có giao dịch rồi. Tại là chứ em quay 1 tí này nữa xong rồi. Đưa qua tí đang có giao dịch ngoài kia rồi. Anh em vừa đến đã chắc chắn là lại có cuộc giao dịch rồi. Đây là một cây lộc vừng. Lộc vừng thụ như này thì đẹp nhá. Về với Ninh Bình, anh em được tha hồ đảo cả mắt luôn với những siêu phẩm như này. Ơn trời cụ đây rồi, một tác phẩm rất là hay. Số điện thoại của anh Đức Liệu 0868 999 199. Alo. Đang dở đi trong này. Các anh đang gọi mà tôi mua sai, nói đang dở chút nữa thôi. Từ cái thức phim Kumon Sai thì anh em yên tâm là con nào mình hỏi được giá mình sẽ quyết định. Tác phẩm nào mà kỹ thì mình sẽ quay thật kỹ. Vì thực ra là còn nhiều như tác phẩm mà đây trên dưới 800 tác phẩm được anh em quy tụ về đây. Để thấy là cái kỳ triển lãm này nó ra một kỳ triển lãm quá là vĩ đại. Để cho anh em yêu, đam mê thực sự có thể về đây trực tiếp thành phố Ninh Bình này thưởng thức. Mê ly luôn. Cổ có, kỳ có, quái có. Vậy mới là nói là đẳng cấp của những cuộc chơi. Đặc biệt là những cái cuộc chơi trước rồi anh em cũng đã mang đến nhiều tác phẩm đẹp. Thì bây giờ cũng là những cái kỳ triển lãm Long Đàn Phường Vũ của anh Thành Phong. Long Đàn Phường Vũ. Tên Thành Phong ạ. Em không biết là tên có đúng hay không. Rồi ban tổ chức người ta có biết sai không hay đúng thì anh em cứ theo cái số điện thoại cũng như địa chỉ cho nó. Chúng Bonsai cũng xin được dừng video nhé để chuyển sang một trong những tác phẩm mà độc lạ, kỳ quái. Có lẽ là không nhất thì nhì cái triển lãm này. Để cho anh em chiêm ngưỡng luôn. Một trong những cái cây của anh Triệu Bùi ở bên kia. Kỳ lân. Anh em nhớ vào xem và đừng quên đã nút đăng ký cũng như nút chuông để tiếp tục theo dõi những cái thước phim mà Chung Bonsai đăng tải ở đây. Cùng với anh em tạo thành một cái sân chơi lý tưởng của cái triển lãm Ninh Bình lần này. Đẹp quá.